Lần đầu ăn thử, loài sinh vật được mệnh danh là quái vật trên cây với mức giá siêu đắt đỏ gần 6 triệu đồng một ký. Hello cả nhà biết đây là con gì không nè? Xin giới thiệu, đây chính là con cua dừa. Mận đã phải bỏ ra 5.770.000 để rinh về một con cua dừa nặng 1 kg 5 gram. Ồ, nó rất là khỏe và hơi bị hung dữ luôn nha. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Là cua nhưng mà không có sống dưới nước, rất là giỏi leo cây, bây giờ mấy cái chân siêu khỏe. Sao con này khỏe dữ vậy? Trời ơi, cứu tôi. Anh nói trời ơi, cứu tôi rồi. Con có cứu mẹ không? Dành cho mấy bạn chưa biết thì cua dừa là loài cua sống trên cạn, cũng là động vật chân đốt sống trên cạn lớn nhất thế giới. Ôi, nó kìa, mẹ ơi. Trời ơi, hết hồn. Được rồi. Nhìn xấu xấu ghê ghê vậy thôi chứ mắc lắm á nha, 5.5 triệu một ký đó, có chỗ còn bán 6.000.000-7.000.000 một ký nữa. Mẫn mua con này nặng 1.05 kg với giá là 5.770.000. Trời ơi, nhìn nó sợ sợ quá, không ai dám cầm hết trơn luôn á. 3-4 người bu lại vật lộn với con cua, biết làm chi không, để xử lý nó đặng chà rửa rồi đem lên hấp. Mà nó dữ lắm, nó kẹp lại á nha. Sau một hồi thì cuối cùng cũng đã tiễn ẻm lên thiên đàng. Lúc đầu nhìn nó đen đen vậy phải không, nhưng mà sau khi chà rửa sạch sẽ thì ở phía dưới bụng nó hiện ra một cái màu xanh dương rất là đẹp. Cái con cua dừa này nè, nhìn cái bụng bên dưới của nó y như là cái đuôi con ong vậy đó. Do đây là lần đầu Mẫn ăn cái con cua dừa này để cảm nhận được hết cái hương vị của nó, nên là mình đã quyết định chỉ hấp nó thôi. Cho vô nồi hấp 20 phút và ta da, bây giờ con cua dừa đã chín rồi nè, nó chín rồi, nó đỏ tươi à. Mở cái nồi ra là thơm nước mũi luôn. Ok, nhập tiệc thôi. Wow. Anh Coca nhìn thấy con cua dừa này thì rất là hào hứng, nhưng mà mẹ hỏi ăn không thì còn sợ không có dám ăn. Ok, để mẹ làm chuột bạch mẹ thử trước cho. Bây giờ mình sẽ đổ muối chấm ra chén. Ơi công chuyện. Đây là cái bụng con cua. Ôi ôi, trong cái bụng con cua này không chỉ có rất là nhiều gạch mà còn có rất là nhiều dầu. Dầu nó có cái màu cam cam vàng vàng, nhưng mà cái mùi nó thơm thơm tựa dầu dừa. Gạch thì cũng ăn béo y như là nước cốt dừa vậy đó. Cái dây này là cái gì vậy trời? Thật chắc mà nghe mùi dừa. Nghe mùi dừa thiệt á. Vì con cua này chủ yếu sống trên cây, nó leo cây rất là giỏi, bởi vì mấy cái càng với lại mấy cái chân của nó là thịt siêu siêu chắc luôn. Thịt cua chắc ngọt ngon, còn chấm với là cái muối siêu cay thì nó đã. Phần thân người của con cua này bên trong cũng đầy ắp gạch luôn. Nè cô ca ăn đi. Ngon lắm á cô ca. Cô ca thấy làm sao? Ngon. Ngoại thấy con cua này như thế nào? Ngon, thịt rất thì chắc, ngọt thiệt ngọt. Để con nói cho ngoại nghe một cái bí mật nha. Đố ngoại con cua này con mua nhiều. Ngoại nghĩ con cua này con mua nhiều. Trời ơi, có người chào hàng tôi rồi đó bà, 7 triệu mấy một ký đúng không? Sai rồi, may mắn là vẫn mua cái con này rẻ hơn được chút đó nha. Con mua 5.5 triệu một ký, nhưng mà con này là 1.05 kg, nên là 5.770.000. Mà ngon, con nhận con cua này rất ngon. Thịt nó chắc, nó từng sớ nó như thịt gà, nó rất là ngọt mà nó béo, béo dữ lắm. Nó có cái mùi dừa phải không ạ? Nó có mùi dừa mà có dầu nè. Nó giống ít đó à. Nó giống như dầu sa tế luôn á trời. Ngon cua ca. Ngon chưa? Cua mà tay chân nó dơ kìa nè. Đó. Cua ăn đắt không thiệt. Đây. Quá đã luôn. Ăn con kinh ráp đi, ăn con này ngon hơn. Ăn con ghế cũng ngon lắm, cái ngày nữa. Cua ghế đâu ngon mà con này con.
Cô Ca thích ăn cua hoàng đế hả? Ê, bà ghế là bà canh. Ở cái là vẹn nhớ nhớ cầu á. Ăn vô cắn tôi là nhớ chạy đó. Đang kiểu chết luôn. Cua ngon ghê. Ok, bây giờ thì bye bye mọi người. Bye bye. Bye bye, ăn ngon quá. Lúc này là anh Coca, anh kêu mẹ cho anh tự cầm tự ăn đi nè. Ok, muốn thì chịu. Không chỉ có Coca mà sau khi tắt máy quay, bà ngoại của Coca cũng ăn rất là nhiệt tình. Cả nhà đã ăn thử con cua dừa này chưa? Cho Mẫn xin cảm nghĩ nha.